Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu các bạn là cây long ngót các bạn. Đây là cành long ngót mình của nhà mình vừa ngắt nhé. Long ngót này là dùng để nấu canh các bạn, nấu canh với thịt ấy, ăn cho nó bổ dưỡng các bạn nhé. Long ngót rất là dễ ăn, nhất là những bà mẹ mới đẻ mới sinh em bé mà nên ăn long ngót cho nó bổ các bạn ạ. Đấy, những long ngót này rất là nhiều tác dụng và có thể ăn được sống các bạn ạ. Nhưng mà ăn sống thì phải rửa sạch đi mới được ăn, nếu mà nó đây mình vừa ngắt ra nên mình không ăn cho các bạn xem được. Còn chấm nước mắm ăn rất là ngon các bạn, ăn với rau thơm ấy. Đấy, đây là rất là ngon các bạn. Đấy, các bạn đừng nghĩ là rau ngót không ăn sống được nhé, ăn sống được các bạn ạ. Đây là cành rau ngót mình này, đây lá rau ngót này. Lá rau ngót thì nó chỉ bé được khoảng như là 1-2 cm thôi, mà nó chiều dài là 3 cm, chiều dài 3 cm, chiều rộng là hơn 1,5 cm thôi, khoảng 2 cm. Rau ngót này rất là dễ trồng các bạn, nếu như mà trời mà ẩm trời mình có thể trồng sau 1-2 tuần là nó lên, sau 1-2 tháng là đã có thể thu hoạch được các bạn ạ. Đấy, các bạn mùa hè mà được bát canh rau ngót ăn thì rất là ngon các bạn ạ. Mình có thể là ăn nấu với thịt hoặc nấu với tôm nhé các bạn nhé. Đấy, đấy, rất là dễ các bạn. Đấy. Đấy, các bạn, đấy, các bạn nhìn kỹ nhé, cành rau ngót này rất là non. Trước là mình cũng ngắt một ít để nấu các bạn ạ, để nấu canh ấy. Đấy, các bạn nhìn cây long ngót này. Đấy, trong vườn nhà mình thì rau cũng có mà củ quả cũng có các bạn ạ, nên là rất là vườn nhà mình rất là rộng các bạn ạ. Cây gì cũng có. Hôm nay mình giới thiệu các bạn là cây long ngót ấy. Đấy, long ngót các bạn này. Đúng. Đã, rất là non mơn mởn các bạn ạ. Bạn nấu canh rất là ngon các bạn. Khoảng 1 năm thế này là được nắm canh đấy các bạn. Nhưng mà mình thì nhà mình thì cũng rất là nhiều cây long ngót đây. Đây mình cây của nhà mình đây các bạn ạ. Đấy, mình ngắt một cái mình dơ cho các bạn xem cho nó dễ các bạn nhá. Đấy các bạn, nếu mùa hè mà được bát canh long ngót ăn thì rất là ngon các bạn. Đấy, mình nên nấu một chút thịt thôi, một chút thôi các bạn, nấu cho nó ngọt các bạn nhá. Các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình nhé, để mình có động lực làm video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hello các bạn. Còn 1 phút nữa bạn, cho các bạn ngắm thêm 1 phút nữa nhé. Đây là cây rau ngót của Việt Nam các bạn. Còn nước ngoài thì không biết là nói là rau gì, gọi là rau, nhưng mà rau Việt Nam gọi là rau ngót các bạn nhé. Các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Nếu mà rửa sạch rồi mình sẽ ăn cho các bạn xem, nhưng mà nó chưa rửa, mình vừa ngắt ra nên là mình không ăn các bạn. Đấy các bạn nhé, nếu mà rửa sạch thì mình sẽ ăn cho các bạn xem các bạn. Đấy. Cảnh nó ngót tí nữa. Mình giữ đây cái cành này tí nữa mình ngắt, nếu khoảng 1 năm này là chiều nhà mình nấu canh các bạn. Đấy. Đấy. Bây giờ đang là buổi trưa, trưa trưa một tí. Tạm biệt các bạn nhé.